Đoàn nghệ thuật quần chúng Việt Tin Banh chi nhánh Bắc Ninh đem đến với hội diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề 30 năm ngày sum họp. Chương trình gồm các tiết mục Dòng trăng lúng liếng, sáng tác Ngô Quốc Tính, biểu diễn song ca nữ Thanh Huyền, Thu Huyền cùng tốp múa Phù Họa. Múa Hoa Việt, biên đạo Thanh Hằng, biểu diễn tốp múa. Việt Tin Banh vững bước đi lên, tiết mục dự thi sáng tác ca khúc kỷ niệm Việt Tin Banh 30 năm một chặng đường. Sáng tác Công Huynh, Ngọc Lương, biểu diễn hợp ca nam nữ cùng tốp múa Phù Họa. Chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ Công Huynh, âm nhạc, nhạc sĩ Ngọc Lương. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu.